Làm theo lời vợ dặn. Phần 1. Chàng ngốc đi buôn. Ngày xưa có một anh chàng ngốc. Vợ anh thấy chồng ăn không ngồi rồi, cho nên một hôm, vợ anh thủ thỉ, "Ngồi ăn núi lở. Anh phải đi làm một nghề gì nuôi thân, nếu không thì khó mà ăn ở với nhau được lâu dài." Ngốc ta đáp, "Tôi chữ nghĩa không có." đi cày thì dở, làm thợ thì rốt, biết làm nghề gì đây? Đi buôn vậy, người vợ trả lời, tôi sẽ đưa tiền cho anh để anh đi buôn. Buôn gì? Ngốc hỏi, cái gì có lãi thì buôn. Đầu thì buôn vịt buôn gà, sau thì buôn gỗ làm nhà cũng nên. Mấy hôm sau, ngốc cầm tiền ra đi đi được một lúc anh nhìn thấy có một bầy vịt đang kiếm ăn trên mặt đầm anh đi tìm chủ bầy vịt để hỏi mua gặp một đám trẻ chăn trâu anh ghé lại hỏi vịt của ai đó bọn trẻ ngạc nhiên hỏi lại ông hỏi làm gì ta muốn mua buôn biết là gặp phải anh ngốc bọn chúng đáp liền Vịt ấy là của chúng tôi. Nếu ông mua được cả, chúng tôi bán rẻ mỗi con 5 tiền, 10 con vị chi làm 5 quan. Ngốc ta không ngại ngần gì nữa, ngồi xuống xỉa tiền ra trả. Bọn chúng nhận lấy tiền chia nhau rồi bảo anh, đó, bầy vịt bây giờ là của ông. Ông ngồi đây mà canh đến chiều lại hùa chúng về. Đoạn chúng cưỡi trâu đi mỗi đứa một ngả. Chưa quá trưa, anh đã lội xuống nước để lùa vịt về. Bầy vịt nhác thấy bóng người, bay vụt lên trời hết. Ngốc ta tưng hửng, đành trở về kể lại với vợ. Vợ tiếc của mắng cho chồng một trận nên thân, rồi bảo. Đó là vịt trời giống hệt vịt nhà, nhưng chúng biết bay. Sau này trước khi mua, muốn biết vịt biết bay hay không, anh cứ dơ gậy lên dứ vào chúng là biết ngay. Mấy ngày sau, chàng ngốc lại cầm tiền ra đi. Đến chợ thấy có người bán ba con lợn con, anh xả vào hỏi mua. Nhớ lời vợ dặn nên trước khi trả tiền, anh dơ gậy lên dứ vào mấy con lợn. Mấy con lợn thấy vậy sợ quá nhảy tót ra, rồi chạy vào bụi mất cả. Người hàng lợn bèn nắm lấy áo anh bắt vạ. Có bao nhiêu tiền vốn mang đi, anh phải lấy ra đền. Xót của, anh mếu máo về kể chuyện lại cho vợ nghe vợ lắc đầu khốn nạn mấy con lợn thì làm gì biết bay mà phải giữ anh cứ mua đưa về đàng hoàng thử làm gì cho mất công ít ngày sau anh lại mang tiền đi lần này anh mua được một gánh nồi đất nhớ lời vợ dặn anh cứ gánh nồi đàng hoàng đi giữa đường mọi người đi đường đều phải xuống ruộng tránh anh giữa đường anh gặp một bầy trâu đến chục con được chủ lùa đi ăn đường hẹp trâu không biết tránh nên va vào gánh nồi của anh vỡ gần hết anh về kể lại với vợ vợ bảo anh nồi là thứ dễ vỡ gặp những con vật như thế thì phải tránh đi chứ ít lâu sau nữa anh lại đi buôn lần này anh mua được một gánh vôi đá mới nung dọc đường về anh thấy có một con chuột chết nằm giữa đường nhớ lời vợ dặn anh không dám bước qua con chuột bèn lội xuống ruộng nước để tránh nước ở đấy hơi sâu vôi đá nhúng phải nước sôi lên sùng sục anh hoảng quá vứt cả gánh mà chạy về nhà vợ dậm chân kêu trời bảo anh còn tìm ra được ai ngốc bằng anh nữa thôi bây giờ tiền trong nhà chẳng còn một đồng để buôn với bán nữa rồi ngày mai anh tìm cách gì kiếm lấy ít quan mà tiêu